Xin chào cả nhà, rồi em lên vài con cho cả nhà xem ha. Thì em lên hôm nay rồi em sẽ đi chơi vài ngày, khuây khỏa nha cả nhà. Em lên con Mỹ nè, ten top nha. Và hôm nay em sale một ít cho cả nhà xem luôn. Đây như con này đi, em để cho cả nhà 215 luôn nha, ten top Mỹ, automatic kính sapphire, hàng new full box nha. Đằng sau nè. Đó, còn nguyên siêu thôi em lột ra luôn đi. Siêu dây nè. Đó. Lộ máy nha. Có tay và đặc biệt có hacking stop. Đó, chỉ những dòng máy đời mới, dòng máy xịn mới có. Mặt đính 8 viên đá kim cương. Hai ô cửa lịch kính sapphire mặt trên và mặt dưới nha. Dây thép đúc đời mi khóa bướm. Thép đúc đáy xoáy. Ok chưa? 2150 bao ship nha. Niền là full đá luôn, hàng xịn nha cả nhà. Đó. Hãy xài và cảm nhận em nó. Đó. Mới nguyên hộp luôn. Em bán 2150 nha, full box nha. Rồi. Em lên tiếp con này để cho cả nhà luôn là sale hết giá luôn, 980 bao ship nha, hàng của Ý nha, đôi đôn chề, người ta gọi là đôn chề đó. Size 39. Đó, 980 luôn. Dây thép đúc hai khóa nha, đáy xoáy luôn. Mới tinh luôn. Mặt của nó đính 6 viên đá và nó có hai nút 8 viên đá và 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha. Đó, niền vàng. 980 bao ship nha. Đó, hôm nay em sale một ít cho cả nhà rồi em đi chơi. Đây, con pho siêu nha. Rất là đẹp luôn. Để hết giá cho nhà luôn 1 triệu nha. For sale. Đó, hàng của Mỹ, nó mới tinh luôn nha. Nè. Đó. Khóa vàng luôn. Đây, size con này là 42 nha, 6 kim bấm giờ thể thao. 6 kim bấm giờ thể thao nha. Rất đẹp luôn. Rồi. Dừng reset nè. À đây siêu phẩm mới về trong ngày hôm nay đó. Seiko đâu con này sản xuất tại Nhật nha. Kim choi size 39, chạy cơ chế là 7 kim, có báo thức, có báo thức nha. Đó, hai kim báo thức nó chạy nè. Dạ quang học trò mặt hai lòng tính vận tốc đó. Kim choi nha. Rồi bây giờ em rút ra một nút nè. Đó. Rồi. Nó quay đến cái hồi nãy em test báo thức, nó quay đến giờ đó rồi rút ra hai nấc nè. Đó, hiện tại đang là 9 giờ 25 đi. Rồi ấn vô. Đó, chuông rất là to nha, dây thép không rỉ. Con này là 1450 bao ship nha. Dây rất là dài luôn. Mình muốn báo thức rút rất là dễ, rút ra một nấc rồi bấm nút này nè. Kim nó chạy nè, đó. Nút này là kia hai kim nó chạy. Đây mới về đèn pin nè cả nhà, bao xịn luôn. Đó, dạ quang học trò cực kỳ sáng của nhà Seiko nha. Bản hiếm kim choi size 39 40 đó. Đó. Bao ở nhà tìm luôn. Đây, em mới về đèn pin nè cả nhà. Đúng sướng luôn. Nè, cây này em mua thôi đã hơn 500 rồi. Đó. Mà hả, bây giờ con này chỉ với 380 thôi mà có nhiều chức năng hơn. Con này chỉ có một chức năng rồi. Rồi. Để mà em test dạo quay cả nhà đó. À, nó kêu đó nè. Đó, thì con này nó có thêm sạc bằng năng lượng mặt trời nha. Nè cả nhà, nhìn coi nè. Đó. Sạc bằng ánh sáng mạnh hoặc là ánh nắng, gọi là năng lượng mặt trời nè. Đó, sạc đúng là nó hiện đèn xanh. Rồi, nó có thêm chức năng là sạc cho điện thoại luôn, và sạc vô là Type C, sạc ra cho điện thoại. Nó có hai đầu nha. Đó, hai đầu luôn, em còn duy nhất 5 con thôi. Cực sáng. Rất là sáng. Đây.
Nhiều khi mình nói không tin, để mình quay đó cả nhà thấy không, nó hay một luồng luôn đó, một luồng luôn. Rồi đây cái quay đầu tiên là đó, rồi cái quay ở chỗ ấy của em rất là sáng luôn nha, không sáng trả lại em luôn nè. Cái cây 500 nhiều khi không bằng nữa nè, hoặc bằng nhau rồi. Đó. Rồi, nó có mấy chế độ luôn nha. Rồi, cái này LED, còn cái này là COD nè. Đó. Đè sâu vô. Đó, có đèn vàng và đặc biệt đèn đỏ. Đó, để mình làm studio hay gì đó. Đèn cấp cứu. Rồi thôi. Em qua đồng hồ nữa nha. À, em quên, em mới về thêm vài cục sạc dự phòng mà dung lượng 20 ngàn nha, mới nhất luôn đó, thuộc hãng Rimat đó cả nhà. Nè, tai si nha, nè có hiện phần trăm pin nè, có thêm hai dây đeo, hai dây cáp tai si và iPhone, có thêm cổng ra nữa nè, sạc nhanh 22.5W nha. Đó, có nút nguồn đó. Rồi cổng vô nè, này kia. Rồi dung lượng 20 ngàn nha, 330 bao ship nha nha, hàng new luôn. Đây em lên lại con cuối cùng nha, con cúng cùi Michael Kors của Mỹ size 38 nha. Đó, dây thép đúc, dáng là Rolex 6 kim cọc số La Mã lịch lọc, hàng new chưa qua sử dụng luôn, 1180 bao ship nha, đáy xoáy. Đó. Mạ BVD nha, từ trong ra ngoài luôn cả nhà. Đó, rất là đẹp nha. 1180 bao ship, bao chính hãng với cả nhà luôn. Dừng, reset nè. Hoặc con bự nè, 1350 luôn nha, Michael Kors size 43 nha cả nhà. Size 43 nha. Đó, 1350 bao ship nha, hàng new chưa qua sử dụng đó nha. Cũng là 6 kim lịch lọc nha, size to bự thép đúc. Đó. Đây còn con này 2450 luôn nha. Cơ cốt của Nhật mà hai người bậy bạ đi hotel nha. Đó, phiên bản đi hotel. Hai núm liền trong xoay. Đằng sau là phiên bản hotel rất là hiếm gặp nha. Đó, có hai người ấy ấy. Chạy cơ chế là 3 kim với 2 kim đĩa chỉ thứ và ngày ở trên lịch năm lịch tháng nha. Đó, dây thép đúc, đầy mi khóa hai khóa luôn, giá mới 18 triệu nha. Đó. Đây em còn con này để nhanh cho cả nhà luôn, 3380 bao ship nha. AW Carnival, kính sapphire máy Seiko nha. Có cốt tay. Ở hàng new cho cả nhà luôn. Đó. Máy Seiko NH35A24 chân kính nha, kính sapphire. Niền full đá luôn, dạ quang cực sáng nha, 3380 bao ship nha. Với lại còn hai con đầu lâu này em để 1050 bao ship nha. Đó, máy Nhật, hàng new luôn nè, size 42, hình đầu lâu. Đó, có thấy ấy lỗi đồng luôn. Đó, lộ máy trước, lộ máy sau. Dáng thể thao nha, giống như Frank Miller tiền tỷ, dạ quang rất là sáng nha. Đó, kiểu dáng độc lạ, 1.050.000 bao ship nha. Đây con này kim trôi đúng không, em sale luôn 980 bao ship luôn nha. Đó, Ren đeo gì á, như kim trôi của Seiko. Đó, dừng reset là chạy cơ chế 5 kim bấm giờ thể thao nha, mới tin luôn. Đó, em bán nhanh lấy tiền đi chơi cả nhà, size 42 dẫn gia đình đi chơi với gia đình nè, chứ không có gì hết cả nhà. Đây 2180 bao ship luôn nha. Armani Automatic, hàng new nha, 20 chân kính. Đó. 20 chân kính. Size 43 nha. Rồi. Thôi trước mắt em lên như đây thôi. Em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha.